Người chết vẫn sống trở về sau 2 tháng bị hỏa táng. Theo Mirror, ông Miguel Angel Comadaluna, 74 tuổi, đã bỏ trốn khỏi viện dưỡng lão để đi uống rượu. Ông không quay trở lại viện dưỡng lão mà ngủ ngoài đường và tiếp tục ăn xin để có tiền đi mua rượu. Sau nhiều tháng tìm kiếm giữa trời đông giá rét, cảnh sát gọi điện cho gia đình ông Miguel và thông báo rằng họ tìm thấy một xác chết đang bị phân hủy có nhiều điểm giống với ông. Con gái ông, Colusero Goma Ramos, được cảnh sát cho xem những bức ảnh, nhưng do thi thể ở trong tình trạng phân hủy nên bản thân cô cũng không dám chắc đó là cha mình. Tuy nhiên, cảnh sát quả quyết rằng thi thể là ông Miguel và nếu cô không xác nhận, họ cũng sẽ không thể tìm thấy ông và đưa ông trở về bên người thân. Vì thế mà Lucero buộc phải ký vào giấy tờ chứng tử. Vài ngày sau, gia đình tổ chức tang lễ cho ông Miguel. Thi thể của ông 74 tuổi được hỏa táng và gửi về gia đình. Tuy nhiên, 2 tháng sau, vào ngày 24 tháng 2 năm 2016, người thân bất ngờ nhận được cuộc điện thoại nói rằng ông Miguel đã được tìm thấy trong tình trạng vẫn còn sống dù bị thương. Ông Miguel cuối cùng đã trở về nhà trong tình trạng say xỉn, đầu quấn băng và có nhiều vết thương trên người sau những ngày tháng lang thang. Trong đoạn video quay lại cuộc hội ngộ ở Chihuahua, Mexico, ông Miguel nói: "Cả nhà nghĩ tôi đã chết nhưng rồi tôi chỉ đi và đi thôi." Con gái Lucero chia sẻ: "Khi cảnh sát nói họ đã tìm thấy ông ấy ở trên đường, chúng tôi cảm thấy thật khó tin. Chúng tôi nghĩ rằng ông ấy đã mất thật rồi." Hiện chưa rõ thi thể bị nhầm với ông Miguel là ai, gia đình cũng phải đối mặt với những khó khăn sau khi ông trở về từ cõi chết, bởi các giấy tờ hợp pháp đều xác nhận cụ ông người Mexico đã qua đời.